Vua Minh Mạng là vị vua được hưởng thụ và sung sướng nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đời sống phong the khiến nam nhân thời nay phải cầm sách bút theo mà học hỏi. Chẳng khác gì các đời vua trước, nối dõi tông đường luôn là trách nhiệm của mọi đế vương. Nhưng Minh Mạng có phần thực hiện trách nhiệm này tốt quá mức cần thiết. Vua chúa ngoài trị nước thì việc ban ơn mưa móc một cách công bằng cho các phi tần cũng là một vấn đề nan giải. Ân sủng người này thì người kia phòng không gối chiếc, sinh ra oán hận. Vì lẽ đó, vua Minh Mạng đã dứt khoát một đêm sủng hạnh 6 phi tần. Qua đêm đó, danh tiếng của ông nổi lên với câu nói nhất dạ lục giao sinh ngũ tử, có nghĩa một đêm mặn nồng sinh 5 con. Chiến tích này đã từng khiến nhiều nam nhân ngưỡng mộ, nhưng cái họ quan tâm đó là nguyên nhân tại sao vua Minh Mạng lại có thể chẳng tốt như vậy. Người đầu tiên phải kể công đó là vị quan ngự y riêng của vua. Ông đã bỏ công nghiên cứu và sáng chế một bài thuốc ngâm rượu đặc biệt nhằm nâng cao sức khỏe, tăng cường trí tuệ. Nhiều luồng ý kiến cho rằng mục đích chủ yếu của bài thuốc là giúp vua duy trì thể lực, minh mẫn trong việc xử lý công việc. Tuy nhiên, người ta cũng không loại trừ khả năng bài thuốc có chứa mê tỉnh dược. Việc nghiên cứu này khiến không ít người ngờ vực về động cơ thực sự đằng sau của vị thầy thuốc. Liệu đây có phải một liều thuốc độc mãn tính cho nhà vua, lợi ích, hại nhiều không? Sau này, các nghiên cứu đã chứng minh bởi vì thiếu hiểu biết nên nhiều người cho rằng Minh Mạng Thang là loại dâm dược có hại cho người dùng. Bởi tốt mái thì hại chống, nhưng thật chất nó chỉ là một loại thuốc bổ mà thôi. Cũng chính vì lẽ đó, một câu hỏi đặt ra, thuốc bổ bình thường có lợi hại cách mấy cũng chả thể có tác dụng mạnh mẽ đến như vậy. Người thường một đêm ba trận đã khó, huống chi vua đã ngoài 40, lâm trận 6 lần trong đêm thì tận 5 phi tần đậu thai cùng lúc. Có các lời đồn từ cung nữ và thái giám nói rằng vua Minh Mạng có đến hàng chục người vợ và hàng trăm người con. Cung phi đã dùng mưu mô và các bài thuốc bí mật để tranh sủng. Các phi tần dù ở thời đại nào, đất nước nào thì cũng coi việc sinh ra được hoàng tử là vinh quang, đem lại sự sủng hạnh và quyền lực. Không ít các phi tần sử dụng đến các loại cổ trùng, âm thầm đưa pháp sư vào cung lập bùa chú, thậm chí là dùng hương liệu, thuốc thang trợ tình để đạt được mục đích. Nhưng cũng vì vua Minh Mạng quá tự tin vào bản lĩnh giường chiếu nên không hề mảy may nghi ngờ. Minh Mạng qua đời ở tuổi 50, được cho là khá sớm so với sức khỏe bình thường mà ông thể hiện. Tuy nhiên vì túng dục nên thời đấy khó tìm ra nguyên nhân thật sự. Còn về bài thuốc Minh Mạng Thang, nếu nó thật sự thần thánh như lời đồn thì cháu trai của ông, vua Tự Đức đã không lâm vào cảnh có hơn 100 vợ nhưng không có lấy một người con. Còn bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Để lại bình luận cho mọi người cùng biết nhé! Bấm đăng ký kênh để cùng nhìn lại những sự kiện đặc biệt trong những trang sử của nước Việt.